Kính lạy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính lạy Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức, đây là chương trình học Phật cùng thầy. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 2019. Con kính trả lời câu hỏi liên quan đến Tứ Thánh Đế. Phật tử hỏi con làm sao có thể ứng dụng được Tứ Thánh Đế vào trong một cơn đau. Đây là cái nhìn và cái hành của chủ quan con. Kính mong chia sẻ để quý thiền hữu tri thức gần xa hữu duyên lắng nghe và ứng dụng ạ. Kính thưa quý vị, có một sự trùng lập khá ngẫu nhiên và thú vị giữa những bậc vĩ nhân. Con so sánh S.S. Newton và Đức Phật Bổn Sư của chúng ta. Hai người họ đều ngồi dưới gốc cây và có những khám phá thú vị, to lớn cống hiến cho nhân loại này. Newton thì ngồi dưới gốc cây táo và thấy trái táo, thay vì rơi ngoài không trung thì rớt ngược lại dưới gốc. Ông mới biết được những vật có trọng lượng sẽ hút nhau, ông phát hiện ra định lực vạn vật hấp dẫn. Rất đáng quý, cống hiến cho nhân loại. Nhưng trước khi thấy trái táo rơi, Newton không thấy được một cái điều kỳ diệu. Ngay gốc cây ông đang ngồi có một cái thứ mà nó có thể đi ngược lại, kháng cự lại với, không có theo quy luật mà ông khám phá. Đó là vạn vật hấp dẫn ấy. Đó là cái gốc cây từ ở dưới trái đất mọc ngược lên trên không trung. Đó là năng lượng của sự sống, năng lượng vô hình, năng lượng tâm linh, cái mà mắt này không thể thấy được. Cho nên khám phá của ông chỉ hoàn toàn vật lý. Đức Phật Bổn Sư của chúng ta cũng ngồi dưới gốc cây, gốc cây Bồ Đề, và ngài khám phá ra một điều tuyệt vời. Đó là sự thật của cuộc đời. Đó là Tứ Thánh Đế. Đó là món quà đặc biệt của bậc giác ngộ. Không những là cái quy luật vận hành của vật chất này, mà cả cái quy luật vận hành của tâm linh, và làm sao thoát khỏi, ra khỏi hai quy luật đó nữa, để hoàn toàn tự do đích thực. Cái cặp nhân quả đầu tiên đó là khổ đế và nguyên nhân của khổ. Đức Phật khám phá ra đích thực nguyên nhân của khổ. Không mấy người biết hết quý vị, khổ thì đường nhân gian đầy ải thương đau ấy, chứ qua chứ phải là người, chắc chắn ai cũng biết đời là khổ. Nhưng cái nguyên nhân đích thực đó, thì chỉ có bậc giác ngộ toàn giác cho Đức Thế Tôn mới thấy được, là cái tôi tự ngã, ảo tưởng của mình, với cái câu chuyện tham sân si tạo tác của nó, luân hồi trong sinh tử bất tận từ vô thủy đến nay. Ngài khám phá ra nữa, hơn cả cái cặp nhân quả của thế gian này, đó là đạo đế, là con đường đi đến cái hạnh phúc tối thượng, gọi là niết bàn, chấm dứt hoàn toàn đau khổ. Đó là thế giới tâm linh. Cái khám phá đó, cái nguyên lý vận hành đó, chỉ có Đức Phật mới thấy và dạy cho chúng ta. Thì trong cái phạm vi mà ứng dụng Tứ Thánh Đế trong một cơn đau, con sẽ ngắn gọn thế này, kính mong quý vị ứng dụng. Kính thưa quý vị nè, cái thân người của chúng ta là một kết quả, không phải do sự lựa chọn. Cái gì không phải là sự lựa chọn, tức là bị nghiệp lực thúc đẩy và dẫn dắt. Cái gì mà nghiệp lực thúc đẩy dẫn dắt, cái đó mê mờ. Cái gì mê mờ là cái nhân sẽ đem đến cái quả tất yếu là đau khổ. Cho nên kiếp người này của chúng ta là khổ, gọi là khổ đế. Thì cơn đau ví dụ như là đẫm gai, khi ngồi thiền xuống, chúng ta mới nhìn vô và chúng ta phát hiện, à, tự động cái chân nó đau. Thì cái đau đó là khổ đế, phải không quý vị? Dễ hiểu. Nhưng ngồi một lát chúng ta mới biết, à, này là do đẫm gai. Đẫm gai là nguyên nhân, nguyên nhân gần, đúng quý vị. Nhưng có một nguyên nhân nữa là vì sao ta đẫm. Đó là vì ta đi không có chánh niệm tỉnh thức, tâm mê. Khi bước chân mà mê, hai cái khổ sẽ xuất hiện. Một, đẫm lên con kiến, chúng sinh khổ. Hai, đẫm lên cái gai, bản thân ta khổ. Như vậy mới biết khổ là một món quà cho kẻ mê để tỉnh. Khổ là một phương pháp trị liệu cay đắng nhất mà loài người mới có cái món quà đó. Nếu không có khổ, sẽ mê mờ mãi mãi, tận cùng, bất tận, không có điểm dừng, quý vị ơi. Cho nên khổ, đừng loại trừ nó. Và Đức Phật gọi khổ không phải là đơn thuần là khổ đế, mà ngài biết cái khổ là một món quà đặc biệt cho con người, mà con người mà có khả năng nhận khổ như là món quà. Cho nên từ cái khổ, ngài chỉ ra một cái cách để diệt nó. Đó là nhìn thẳng vào cái khổ, phát hiện nguyên nhân của nó, thấy được cái sinh và cái diệt của nó, và
thấy được cái ảo tưởng của nó, cái không thật của nó, cho đến khi nó tận diệt mà ta không còn phản ứng, cái đó gọi là diệt đế. Nhìn thẳng vào là nhìn thẳng vào cái khổ đế, gọi là đạo đế. Thấy được cái sinh diệt mà không phản ứng của cái khổ đế, gọi là diệt đế. Và khi phát hiện ra cái nguyên nhân gây ra cái đau khổ là mê mờ, gọi là tập đế, thì ta bắt đầu từ kiếp này không tạo ra tập đế nữa. Kiếp người này là kết quả của khổ đế, của phải không quý vị? Chúng ta có thể thay đổi được quá khứ là mê mờ tập đế không? Không. Nhưng nếu ta phát hiện ra cái nguyên nhân rồi, thì kiếp này ta không tạo ra nguyên nhân nữa. Ít nhất ta có thể làm được điều đó, mà con vật không làm được, kẻ bị tâm thần không làm được, người không có nhân duyên hiểu được Phật không làm được, và người không có tha thiết hành trì cũng không làm được bao nhiêu. Cho nên một cơn đau là một món quà. Nếu không có cơn đau, ta đi và đẫm miết nhiều, không những là gai mà còn mẻ chai, cho đến khi cái chân mình ngã quỵ luôn. Cho nên một cơn đau nhỏ nhỏ là món quà để chúng ta phát hiện cái mê lầm trước kia. Vậy trước hãy nhận cơn đau như là một người bạn, và nhìn thẳng vào đó như là phương pháp là đạo đế. Nhìn nó như không phải là kẻ thù, đứng qua một bên, cho nó một không gian để nó ở đó, và ta quan sát nó một cách từ ái, nhẹ nhàng, và không phản ứng. Không có cái tôi đau, chỉ có cơn đau. Dĩ nhiên cơn đau trước đó không có, đẫm gai nó xuất hiện. Cái gì nó đến, tất yếu nó sẽ đi. Việc của mình là thường đau quá mình chịu không nổi, do mình thiếu quyết định, và mình cũng nghĩ một cách tà kiến rằng nó thường còn mãi mãi, cho đến khi mình mua thuốc hay mình xử lý gì đó ABCD. Thì khi mình xử lý cơn đau mà một cách không có chánh niệm tỉnh giác, tức là mình đang phản ứng một cách mê mờ, thì mình tiếp tục tạo cái nhân mê, phải không quý vị? Như vậy Đức Phật không dạy thế, đó không phải là đạo đế. Đạo đế tức là giới định tuệ. Giới định tuệ trong bát chánh đạo. Bát chánh đạo chủ yếu vào cái chánh niệm và chánh tri kiến. Có cái chánh tri kiến bằng cái chánh niệm, không có tạo ra cái mê ở trên cái cơn đau nữa, phát hiện ra nguyên nhân của nó, đừng tiếp tục tạo ở hiện tại này, và đừng có loại trừ nó vội, coi nó như là món quà để ta thấy được bản chất thật vô thường vô ngã của nó. Mà ngay đó, chỗ nào có cơn đau, chỗ đó có khả năng hết đau. Chỗ nào có sự ràng buộc, chỗ đó có sự tự do. Chỗ nào có đau khổ, chỗ đó có cơ hội hạnh phúc. Nên đừng có chạy trốn khỏi phiền não, mà hãy ở ngay trong phiền não để thấy được bản chất thật của nó. Thật tánh vô minh tức là Phật tánh, phiền não tức là Bồ đề, quý vị ạ. Đó là ứng dụng tứ thánh đế trong một cơn đau. Nhìn thẳng vào khổ đế, gọi là đạo đế. Phát hiện ra cái nguyên nhân gây cho mình khổ, gọi là tập đế. Không tạo tiếp tục cái tập đế đó ở kiếp này, được gọi là đạo đế. Không tiếp tục tạo cái tập đế. Tập đế là gì? Là mê mờ. Thì ngược lại của mê mờ là tỉnh thức. Như vậy đi đi con đường tỉnh thức là đạo đế. Hành động gì trên thế gian này quý vị à, cũng tạo ra cái kết quả. Chỉ có một hành động đặc biệt không tạo ra kết quả thôi, đó là đạo đế. Mọi hành động, mọi suy tư, mọi ngôn ngữ đều là tập đế nếu nó không có tỉnh thức. Chỉ có một loại hành động, suy tư và ngôn ngữ không có tạo ra cái kết quả, đó là hành động suy tư và ngôn ngữ của đạo đế, tức là tỉnh thức, đi đi con đường bát chánh đạo, giác ngộ ấy quý vị ạ. Và cơn đau thân hay tâm của mình hay của người, nhỏ nhặt hay là to lớn của cả cuộc đời, thì tứ thánh đế đó là chìa khóa để mở mọi cánh cửa giải thoát. Kính mong chia sẻ để quý Phật tử thấu hiểu, lắng nghe và ứng dụng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.